Rồi, Trường mến chào toàn thể quý vị, anh em đang quan tâm và đang theo dõi kênh thì hôm nay giao lưu cây mai này là mai miền Tây nha anh em. Mai miền Tây mình mua hồi năm ngoái về cắt ghép siêu bông Gia Lai nha anh em. Thì cũng ghép hồi đầu năm cũng được mấy tháng rồi anh em. Thì tay tàn nó cũng khá kín này. Anh em mua về thì chỉ việc chơi thôi nha anh em. Uốn sửa thì mình chưa đi đây. Đây, tán ngang của cây đây anh em. Nói chung là cây cũng khá to ấy. Tán ra lấy cái thước đo khoảng. Rồi, đây là mai phô miền Tây nha anh em. Phô miền Tây thì cũng có đế anh em. Cũng có đế tứ diện nha, mà ra mình trồng hơi sâu. Đây này, đế kiểu này này nha. Đều hết vậy nha. Chứ không phải một chỗ nha. Rồi, hoành thân tại điểm này là 29 nha anh em. Hoành thân tại điểm này. Đây. Tại điểm này là hoành thân 29. Rồi, tổng chiều cao. Nếu đo dịch dưới thì khoảng tầm 30 trên 30. Tổng chiều cao cây này bao nhiêu ạ? 95. Tổng chiều cao từ mặt chậu lên là 95 nha anh em. Sao giống 1 mét này. 95. Tổng chiều cao là 95. Rồi. Cái cốt này của nó là lên tới đây này anh em. Dạ, con cóc, con ấy ngồi đây này. Cái này thì ghép khá nhiều bo nha anh em. Ghép rất là nhiều bo luôn, nhưng phải khá nhiều đâu. Tay tàn là tứ diện nha. Đây này. Một tay này, hai tay này. Tay tàn là đều tứ diện nha. Ba tay này. Bốn này, năm này. Đây này, để mình xoay một vòng cho anh em tham khảo này. Tay tàn của cây này là đều tứ diện hết nha. Không bị trống vắng hay là không bị thiếu thọt ở điểm nào hết nha. Đó. Mấy cây đây thì về một là kéo ra. Rồi cây này là đưa lên xíu anh em. Đây thì mỗi một mắt bo là ghép hai bo đều hết. Cây này thì ghép một bo, cành bên này ghép một bo này nha. Đó, thì cành ghép thì hầu như là được đi lọc 2, lọc 3 rồi, lọc 2 rồi. Anh em để cái lọc 1 này. Mấy cây cháy cháy này là không phải nha. Mình cắt cỏ dưới đất anh em. Cắt cỏ bằng máy nó văng lên là cháy này nha, chứ không ảnh hưởng gì nha. Đây, cây này thì để mình đếm sơ xem ghép bao nhiêu bo nhá. 2 4 5 6 7 8 9 đếm 10 11 12 13 14 cỡ 15 hoặc 16 bo anh em. 15 hoặc 16 bo. Đấy. Cây tàn này chỉ việc về chơi thôi anh em. Cuối năm là chơi bông chơi hoa thôi, chứ chẳng phải làm gì nữa, không ghép cỏ gì nữa. Về chỉ việc là vô cái chậu mới thôi. Đây, anh em đấy là lá thì phát triển rất là mạnh nhá. Đây, tất cả các bo đều phát đều như nhau, lá rất là to nhá. Đây. Đó, đây này, ghép bây giờ nó rối tùm lum trong đây này nha. Cành nhánh nó nhiều, nó rối tùm lum trong đây này. Thì cái đây về mình đưa dây vô mình sửa thêm. Đấy thì mình mới đưa dây mình sửa sơ nước thôi. Đây, mới có sửa sơ sơ nước thôi. Rồi, cây này ghép siêu bông Gia Lai. Cây này thì hoành 29 đến 30. Tổng chiều cao cây từ mặt chậu lên 1 mét. Cây này là mình giao lưu là 2 triệu 3. Bao ship nhưng không ship cái chậu nha anh em. Cái này đóng khung thì cũng rất là khá tốn kém. Cộng thêm là tiền ship cũng khá rát nha. Cho nên là mình bảo kê anh em hết. Tức là 2 triệu 3 bao ship tới nơi. Anh em nào hợp nhãn hợp ý cây này. Cây này là giãn trực nha. Giới thiệu theo kiểu tàn thông nha anh em. Về bẻ năm nay là chơi vô tư rồi. Sang năm nói chung thì là thành vít luôn rồi. Đó, cây thì lực, rất lực cây, rất mạnh, rất khỏe. Cành nhánh thì tùm này. Mình cũng chưa tìm cắt, cũng chẳng dọn viết gì hết. Cứ để mai ghép mà, cứ để cho nó sung cây thôi nha. Mình chưa cắt viết gì hết. Rồi, video của mình đến đây cũng xin phép tạm dừng. Cảm ơn quý vị anh em đã quan tâm và theo dõi kênh. Anh em nào hợp nhãn thì điện thoại trực tiếp hoặc là nhắn tin với Zalo gì cũng được nha anh em. Số điện thoại thì mình để trên màn hình. Rồi, tạm chào toàn thể quý vị.